Đoàn xe du lịch 8 người chết và 19 người bị thương ở Quảng Bình. Sáng nay 26 tháng 7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư cầu Trà An, nơi giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường 20 Quyết Thắng Quảng Bình, khiến 8 người chết và 19 người bị thương. Thông tin nói trên được các nhân chứng cho biết, hiện cơ quan chức năng của Quảng Bình vẫn chưa thể có mặt tại hiện trường vì nơi xảy ra tai nạn cách xa thành phố Đồng Hới gần 100 km. Tại khu vực xảy ra tai nạn không có sóng điện thoại di động. Ông Trần Đức Dương trưởng phòng cảnh sát giao thông Quảng Bình qua điện thoại cho biết ông đang trên đường đến hiện trường, chỉ biết đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng, còn chi tiết vụ việc vẫn chưa nắm rõ. Ông Đinh Hữu Thành, bí thư huyện ủy Bố Trạch cho biết cũng đang trên đường đến hiện trường nên chưa có thông tin chính xác. Theo nhận định ban đầu, vụ tai nạn xảy ra với một đoàn khách du lịch khi xe vào cua đã bị lật. Rất có thể đoàn khách này đã vào viếng đền thờ, các căn hùng liệt sĩ và hang tắm cô hoặc đã viếng sông và trên đường đi ra.